Ngày 24 tháng 12 năm 2017 tại Việt Nam đã không xảy ra một cái biến cố. Tôi gọi là biến cố này gọi là thủ dâm tư tưởng và tự sướng. Đó là cái bản tin tối hôm qua đưa ra. Đúng giao thừa 24 tháng 12 năm 2017, Đảng Cộng sản Việt Nam sụp đổ. Chúc mừng. Và bữa nay giờ này ở Việt Nam là 6 giờ 45 phút sáng ngày 25 tháng 12. Chuyện gì đã xảy ra? Cũng giống như tuần trước có một cái anh gọi là anh Quách Thành, Quách Ké, chết quách gì đó không biết nữa. Anh nói rằng ngày 20 tháng 12 anh sẽ treo cờ Cộng hòa Việt Nam Cộng hòa ở dưới miền Tây. Toàn là những người nghe là thủ dâm tư tưởng và tự sướng bằng cái sự mộng du. Và bây giờ chúng tôi xin được bắt đầu vào chương trình. Quý vị nào mà vào trễ, okay, các bạn nào vào trễ có thể theo dõi. Tại vì cái live stream này sẽ xóa ngay sau khi chấm dứt. Và chúng tôi sẽ làm bằng YouTube để mọi người được theo dõi. Thành phố Westminster. Có những tiếng Mỹ đó, có người hỏi tôi tại sao lại gọi là có nơi gọi là Westminster, có gọi là Westminster. Nếu mà tiếng Mỹ gọi là trí thức thì gọi là họ nói là Westminster. Điều đó chứng tỏ là người đó có giáo dục và có học. Còn chữ Westminster là cái tiếng bình dân. Thì bây giờ cái thành phố là Westminster. Trước khi chúng tôi đi vào nội dung để muốn phân biệt với các bạn, cái cơ chế tổ chức chính trị và hành chính của Mỹ nó như thế này. Nước Mỹ là một cái nó gọi là hiệp chủng quốc, tức là một nước do nhiều sắc dân đóng lại tạo thành một nước Mỹ. Khởi thủy đi từ 13 tiểu bang đầu tiên ở miền Đông và do những người Anh quốc giáo đi từ Anh quốc đi qua lập nghiệp. Và từ 13 tiểu bang bây giờ họ lên thành ra 50 tiểu bang. Thì 50 tiểu bang đó nó gọi là chính phủ liên bang. Chính phủ liên bang điều hành tất cả nước Mỹ và có cái luật chung và tất cả mọi người phải tôn trọng. Tất cả các tiểu bang đều tôn trọng. Trong mỗi một tiểu bang thì lại có luật lệ và có quốc hội và có bộ tư pháp riêng của tiểu bang. Và nền hành chính xử lý của tiểu bang cũng có một cái quy tắc riêng. Nhưng mà vẫn đi nằm trong một cái luật chung của nước Mỹ. Thì mỗi một tiểu bang nó chia ra nhiều quận hạt. Và dưới một quận hạt, nó gọi là county đó, thì lại có nhiều thành phố. Thành phố là đơn vị cuối hành chính cuối cùng của nước Mỹ. Toàn thể 50 tiểu bang đều đi theo cái công thức đó. Ở Việt Nam thì ngược lại, một trong thành phố có nhiều quận. Và dưới quận á, thì quý vị sẽ có rất nhiều một quận á, thì sẽ có rất nhiều xã, thì dưới xã này có huyện, huyện thì có ấp, thì có thôn, có phường, có khóm, đủ hết, tùy theo thành phố hay là tùy theo thị xã hay tùy theo cơ chế ở trong các tỉnh. Vâng, Hoàng Phương Nghiên Chính, mình đâu có nói gì bão đâu. Nhưng mà có một cái cơn bão ở quận Cam vừa xảy ra. Thành phố Westminster mới nhận được một món quà Giáng sinh vào ngày thứ Sáu, 22 tháng 12 năm 2017. Một món quà Giáng sinh
mà toàn bộ thành viên ở trong đó gồm các nghị viên, luật sư và ông giám đốc thành phố đã bị đưa lên bàn mổ, ngoại trừ một người là mới đắc cử đây là cô nghị viên Kimberly Lee thì không dính mà trong cái vấn đề này, không nhận được món quà. Cứ nói đi, xin lỗi, đóng vào ngoặc kép món quà Giáng sinh. Nhưng mà ông nghị viên á, nguyên nghị viên Andy Quách thì cũng nhận được cái món quà đó. Vâng, chúng tôi biết chứ, tai mắt của KBC hải ngoại khắp nơi, hoàn toàn không có một biến cố gì, không chuyện gì xảy ra, kể cả những cái vấn đề mà gọi là đấm đá nhau này kia đó. Vâng, thì chào Trần Nghĩa, Hiếu Nghĩa, Trần Hiếu Nghĩa. Bây giờ thì chúng tôi xin được vào vấn đề. Tại sao có cái món quà này, thưa quý khán giả? Món quà này nó xảy ra từ hồi năm ngoái, khi ông nguyên cảnh sát trưởng của thành phố Westminster Kelvin Baker bị áp lực phải từ chức. Thì ông cũng từ chức, nhưng mà đó, ông từ chức trong cái sự ấm ức. Và rồi ông đã viết 14 trang giấy truy tố thành phố Westminster là một nơi tràn lan những cái nạn tham nhũng từ trên xuống dưới. Thì tờ báo Voice of Orange County, tức là tiếng nói của quận Cam, tờ báo đó tờ báo Mỹ, tác giả viết tờ báo đó là Catherine Võ. Tôi mỗi lần ra hội đồng thành phố đều gặp cô bé này. Cô có khoảng 12 năm kinh nghiệm làm về ngành báo. Và cái bài báo cô đã viết và đã nổ tung cái quận Cam lên như là một món quà để gửi cho các nghị viên. Vâng, các bạn không cần phải hỏi thăm sức khỏe nhà báo, tại vì đang ngồi nói như này đương nhiên là phải khỏe rồi, nếu mà không khỏe sao nói được. Để cho chúng tôi không bị nghe là mất cái nguồn cảm hứng đang thao thao bất tuyệt nha. Tại vì mỗi lần ngưng lại để đọc cái comment của các bạn á, đôi khi mình nên giảm bớt cái những cái lời chào hỏi đó đi. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp tục. Hồi đầu tuần, thành phố Westminster đã bị thua một vụ kiện với tờ Voice of Orange County. Lý do, tờ Voice of Orange County năm tháng 4 năm 2016, họ đã yêu cầu thành phố phải cung cấp cho họ cái hồ sơ của ông nguyên cảnh sát trưởng Kelvin Bacon. Thưa thành phố, thì thành phố họ từ chối. Họ nói rằng, không, đây là một cái chuyện cá nhân, chứ không phải là cái chuyện công cộng. Họ không đưa ra. Tờ báo Voice of Orange County nói rằng không, đây là chuyện công cộng chứ không phải chuyện cá nhân. Bởi vì chúng tôi nghe nói rằng cái vụ kiện này có liên quan tới tất cả các nghị viên và các vị điều hành của thành phố. Thì đó là một cái chuyện công cộng. Thành phố không chịu, từ chối. Voice of Orange County đưa cái vụ án ra tòa. Và hôm đầu tuần, tờ báo Voice of Orange County được tòa án cho xử thắng kiện. Và luật sư của Voice of Orange County được bồi thường số tiền là 120.000 Mỹ kim. Và sau đó, ngày hôm thứ Sáu, cô Catherine Võ đã viết một bài báo. Và bài báo được gửi đi khắp nơi. Trong lúc chúng tôi đã đang dịch thì được biết
tờ báo Người Việt vừa lên bản tin xong do nhà báo Đỗ Dũng. Ở đây chúng tôi cũng xin được phép khen nhà báo Đỗ Dũng đã dịch rất chuẩn và dịch rất rõ và dịch rất sát và dịch rất là vô tư. Lý do tại sao chúng tôi nói vô tư là bởi vì ông Diệp Miên Trường là một nhân viên của tờ báo Người Việt. Đây là nhân viên loại thuộc loại tình nguyện. Nhân viên nghĩa là làm không có lương. Cũng giống như ông lên trên các đài truyền hình bây giờ ông nói. Ông đâu cần lương. Ông cần người ta nhìn cái mặt ông để mai mốt cái là bà con đi bầu đâu, nhớ bầu cho ông thôi. Thì tờ báo, bài báo ngay lập tức chúng tôi đã đăng lên trên trang mạng kbchn.net. Và bây giờ chúng tôi xin được đọc cái bài viết. Quý vị có thể vào trong kbchn.net gõ cái chữ Westminster. Nếu quý vị không nhìn thấy cái bài báo ở trên cái trang nhất, đánh chữ Westminster nó cũng ra được. Cái đề của cái bài báo là cựu cảnh sát trưởng Westminster tố cáo tham nhũng tràn lan thành phố. Chúng tôi sẽ đọc cái bài viết, có thể ngưng lại để mà thêm lời bàn Mao Trung Cương, lời bàn Tam Quốc Chí. Tại vì tờ báo rất dài, chúng tôi không thể đọc hết tờ báo trong rồi ngưng lại trở lại những cái đoạn mà chúng tôi cần phải giải thích. Cái bức hình đầu tiên chúng tôi để trong đó là bức hình City Hall. City Hall ở Việt Nam dịch ra là Ủy ban Nhân dân. Ở bên Mỹ gọi là Hội đồng Thành phố. Hình chụp của tác giả Jeff Antenor của tờ báo Voice of Orange County. Và đây là nội dung của bài viết dưới ngòi bút của phóng viên nhà báo Đỗ Dũng. Ông Kevin Baker, cựu cảnh sát trưởng Westminster, tố cáo tham nhũng lan tràn thành phố. Dân cử hành động giống như là băng đảng. Ở trong tờ báo Mỹ họ viết là gang. Gang dịch cho tiếng Việt Nam rõ ràng đây là một cái băng đảng. Tìm cách dùng cảnh sát để gây sức ép với doanh nghiệp địa phương và trừng phạt đối thủ chính trị. Nếu mà quý vị chỉ đọc tới đây và quý vị không đọc tiếp, quý vị chắc chắn sẽ không hiểu là họ nói cái gì. Họ nói về một cái nhóm nghị viên đang áp lực với cảnh sát, bắt cảnh sát phải làm cái này, bắt cảnh sát làm cái kia và dùng để mà làm áp lực với các doanh nghiệp ở trong thành phố, đồng thời trừng phạt đối thủ chính trị. Đây có nghĩa rằng hai ông nghị viên, ông nghị viên ủng hộ cơ quan ABC, ông nghị viên ủng hộ cơ XYZ đấy, thì hai bên dùng cảnh sát để tấn công lẫn nhau. Lát nữa nội dung trong bài báo sẽ viết. Đó là phần mở đầu một bài báo của báo mạng Voice of Orange County đăng tối thứ Sáu ngày 22 tháng 12 dựa theo nội dung đơn kiện của ông Baker đối với Westminster. Tối thứ Sáu tức là tối hôm qua tại bên Mỹ, chúng tôi bây giờ đang ngồi đây là chiều ngày thứ Bảy. Voice of Orange County có đăng toàn bộ đơn này trên trang web, trong đó chúng tôi có cái link để quý vị có thể vào trong đó để xem toàn bộ. Và chúng tôi đã download tất cả 14 trang bằng tiếng Mỹ của ông Kevin Baker viết bằng cái hệ thống PDF. Chúng tôi sẽ đổi cái hệ thống PDF này ra cái hệ thống hình, tức là hệ thống ảnh, và chúng tôi sẽ đăng lên sau.
Chúng tôi xin được đọc tiếp. Voice of Orange County coi đây là thông tin cộng đồng và đòi xem đơn kiện dài 14 trang nhưng thành phố từ chối. Thế là họ đâm đơn kiện vào hồi tháng 4 năm 2016. Tháng 11 vừa qua, tòa ra phán quyết thành phố phải công khai hồ sơ này. Và Voice of Orange County có được đơn này vào ngày hôm thứ 6. Có nghĩa rằng là cái đơn kiện của Voice of Orange County họ đã thắng. Và thành phố phải cung cấp cái hồ sơ kiện này của ông Kevin Baker. Và họ đã đăng cái bản tin này lên. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Thành phố phải trả cho luật sư của Voice of Orange County, cô Kelly Avila, 120.000 tiền luật sư phí vì thua vụ kiện và vẫn theo Voice of Orange County. Tức là thành phố thua đó. Ngoài ra thành phố dàn xếp với ông Baker để trả cho ông là 500.000 Mỹ Kim để ông ngưng kiện, đồng thời yêu cầu ông ký một thỏa thuận không được công khai nội dung cái vụ kiện ấy. Nhưng bây giờ thì vụ kiện đã công khai. Có nghĩa rằng ông Kevin Baker, ông không thèm lấy 500 ngàn. Lý do, thưa quý khán giả, ông đòi thành phố bồi thường cho ông 18 triệu đô la, chứ không phải là 500. Trong một tuyên bố ngắn, ông Eddie Manfro, tổng quản trị thành phố, khẳng định những gì thành phố đưa ra tại tòa rằng ông Baker chưa bao giờ chính thức kiện bởi vì đơn kiện chưa được ký. Ý của ông giám đốc của thành phố nói rằng tại vì cái đơn đó nó không có chữ ký của ông Kevin Baker, thành ra nó không có giá trị, coi như là không được cái kiện. Nhưng mà đó, đồng ý là không phải là một cái đơn kiện. Thế nhưng mà đó, tại vì chưa nộp ra tòa thì sao gọi đơn kiện. Nhưng mà ông ta có quyền đưa lên thành phố để mà khiếu nại chứ. Các quý vị không trả lời, bây giờ quý vị lãnh cái căn búa, lãnh một cái quà Giáng sinh vào đúng ngày 22 tháng 12 năm 2017. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Những tố cáo của Baker không có gì khác hơn là một cố gắng làm hoen ố uy tín của các vị dân cử và đòi lấy 10 triệu, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi nói 18 triệu nhưng mà 10 triệu tiền của người dân đóng thuế Westminster. Voice of Orange County trích lời của ông Manfro nói, ông Baker không bao giờ cung cấp bất cứ bằng chứng cụ thể nào cho các lời tố cáo của ông và chọn dàn xếp với thành phố với một phần của số tiền này. Thành phố đồng ý. Đây cái vấn đề là cũng lại cái chuyện mà gọi là cái lươn lẹo của người Mỹ. Ông nói rằng ông Baker đó là không đưa ra bằng chứng cụ thể. Dạ gì mới đưa ra bằng chứng cụ thể? Chừng nào mình nộp tòa xử thì mình mới đưa ra sau, đưa ra trước này quý vị, tìm cách quý vị thủ tiêu này, xóa hồ sơ đấy đi à. Ông nói chuyện, ông giám đốc thành phố mà cũng nói chuyện ngây thơ giống như là chống cộng cực đoan vậy. Rồi nói rằng là chọn dàn xếp với thành phố với một phần của số tiền này, ông này ông đòi 10 triệu. Thì thành phố muốn thì thành phố phải nói chứ. Chứ làm sao lại ông này ông bảo là ông nộp đơn, ông đưa đơn, ông bảo tôi đòi 10 triệu. Xong ông bảo, hey, tôi nói 10 triệu nhưng mà tôi 8 triệu cũng được, 5 triệu nữa. Không có. Thành phố phải có bổn phận nói chuyện với ông này. Bây giờ đó ông giám đốc thành phố nói rằng tại vì ông này ông không đưa ra cái số tiền, ông không đưa ra cái bằng chứng là nhà chúng tôi không thèm nói chuyện. Và số tiền 500 ngàn, ông Dick Jones, tức là ông Richard Jones, luật sư thành phố giải thích với Nhật báo Người Việt như sau. Trong số tiền này có 100 ngàn là do công ty bảo hiểm SIPA trả, không liên quan gì đến thành phố. Trả cho những lời tố cáo của ông Baker, số còn lại lấy gián tiếp từ một số quỹ của thành phố liên quan đến các tố cáo không vững chắc của ông Baker. Nhưng vì đây là vấn đề nhân sự nội bộ
nên tôi không thể nói được. Tôi xin lỗi ông luật sư. Ông và tôi, nhà báo Nguyễn Phương Hùng, đã từng đụng chạm nhau rất nhiều trong thành phố Westminster mấy chục năm nay. Ông biết Nguyễn Phương Hùng và Nguyễn Phương Hùng biết ông. Cái lời dẫn giải này của ông đó, rất là ngây thơ. Tại sao là thành phố phải lấy 100.000 của SIPA? Ông dẫn giải ra nó không có ý nghĩa gì hết. Thành phố muốn bồi thường cho ông Kevin Baker 500.000, bao gồm có 100.000 của SIPA. Thế còn 400.000 kia nó ở đâu? Nó cũng ở trong cái quỹ của thành phố vậy. Mà thành phố đã tự nhiên, tại sao thành phố phải lại đồng ý trả 500.000? Là tại vì thành phố của các ông nghĩ rằng ông này ông viết cũng đúng đấy, thôi thôi thì mình dàn xếp với nó để nó im. Mà từ 10 triệu ông có đòi cái là 500.000 hơi khó. 5 triệu may ra thì còn 500.000. Chúng tôi xin đọc tiếp. Về số tiền 120.000, tức là số tiền mà đầu bồi thường cho luật sư của Voice of Orange County, ông John cho biết đó là tiền của thành phố. À, thì bây giờ chúng tôi hỏi rằng khi mà tôi bị một cái giấy phạt về tội chạy nhanh hay tội rẽ ngang, rẽ trái, rẽ phải bất hợp pháp, thì thưa ông Dick Jones, luật sư của thành phố Westminster, chúng tôi vô tội à? Chúng tôi đóng phạt xong chúng tôi vô tội à? Nếu mà chúng tôi không có tội, tại sao tòa lại bắt chúng tôi phải bồi thường tiền? Thì cũng giống như là ông cũng vậy thôi. Ông, nếu mà ông vô tội thì tại sao ông phải là bồi thường cho luật sư của bên Voice of Orange County 120.000? 120.000 đâu phải nhỏ. Tiền lương của một kỹ sư làm cỡ khoảng chừng 10 năm kinh nghiệm. Chúng tôi luôn nghĩ đây không phải là thông tin cộng đồng, nhưng đó là phán quyết của tòa, chúng tôi phải chấp nhận. Ông Joe nói, giờ này ông vẫn còn ngoan cố, ông bảo đây không phải thông tin cộng đồng. Mà sao thôi, bây giờ tòa đã phán quyết đây là, tòa đã phán quyết đây là một cái thông tin cộng đồng thì chúng tôi chấp nhận. Để lẽ dĩ nhiên ông luật sư ông phải biết điều đó. Nhưng mà tại sao ông quan tòa nói như vậy? Là tại vì ông thua kiện với Voice of Orange County. Chúng tôi xin đọc tiếp. The Voice of Orange County, những gì ông Baker phàn nàn là một loạt các hoạt động bị tố cáo là phi pháp do ông chứng kiến hoặc là ông nhớ lại, và cho thấy một bức tranh mà trong đó các thành viên hội đồng thành phố đẩy nhân viên công lực làm một số công việc chống lại một số doanh nghiệp để trừng phạt các đối thủ chính trị, sử dụng phương tiện của thành phố để làm giàu cho chính họ và các đồng minh chính trị. Ông Baker viết trong hồ sơ rằng ông đã báo cáo mọi chuyện tới cả FBI và Ủy ban Công bằng Chính trị, tức là cơ quan FPPPC. Voice of Orange County nói họ có gọi điện thoại cho hai cơ quan này tối thứ sáu nhưng không được. Đơn của ông Baker tố cáo nghị viên Margie Wright xì tin mật trong các cuộc họp cho đồng minh của bà. Ông Frank Cobo, một công nhân thành phố và là một ủy viên đặc khu vệ sinh Midway City cùng với bà, để làm lợi cho một cảnh sát viên kiện thành phố và bốn cảnh sát trưởng bao gồm ông Baker. Tức là những cái người mà cảnh sát trưởng như ông Kevin Baker và những người tiền nhiệm mà bị áp lực phải từ chức, nằm trong tất cả tổng cộng là bốn ông cảnh sát trưởng. Ông Baker cho rằng ông Cobo nay đã nghỉ hưu là cánh tay mặt của bà Wright và gần như không sợ bất cứ ai trong thành phố. Vị cựu sát trưởng
vị cựu cảnh sát trưởng cũng tố cáo bà Rice nhiều lần dùng phương tiện của thành phố cho mục đích cá nhân, như là sửa máy điện toán riêng, kêu cảnh sát trở đi tham dự một số sự kiện trong cộng đồng và cá nhân, và đòi một số dịch vụ miễn phí của tiệm bán xe Elmore Toyota. Tức là bà mang cái xe của bà tới Elmore Toyota chữa, sửa, và yêu cầu Elmore Toyota không được lấy tiền bà. Ông Mick, cả bà Rice và ông Cobo đều không trả lời điện thoại khi Voice of Orange County gọi đến. Ông Baker cũng tố cáo những dân cử khác dùng cảnh sát để trả đũa đối thủ chính trị. Ông viết, ông thị trưởng Chí Tạ, tức là Tạ Đức Chí đó, gọi cảnh sát nói rằng nhà hàng Q Laundry vi phạm luật lệ an toàn và bán rượu bia. Rồi ngay sau đó, ông nghị viên Andy Quách cũng gọi cho ông nói rằng nhà hàng Club Blue cũng vi phạm tương tự. Và đây là hai nhà hàng cùng nằm trên đường Beach Boulevard. Ông Baker viết, Club Blue ủng hộ ông Tạ Đức Chí, trong khi Q Launching ủng hộ ông Andy Quách. Tức là hai ông nghị viên bảo kê cho hai cái tiệm, hai cái bar, nói thẳng ra đây là một cái bar, thì hai ông này chơi nhau, dùng ngôn cảnh sát trưởng chơi nhau. Ông Andy nay không còn làm nghị viên, và Q Lounge nay cũng đã đóng cửa. Voice of Orange County dựa theo một hồ sơ nói Club Blue đã ủng hộ ông Chí ít nhất nha thưa quý khán giả, $5,000 kể từ năm 2007. Trong khi hồ sơ từ năm 2000 cho đến năm 2009 không cho thấy ông Q Launch có ủng hộ tiền cho ông Andy Quách hay không. Mỗi khi cảnh sát đến mỗi nơi theo yêu cầu, thì mỗi dân cử đều hỏi tại sao tôi mạnh tay với doanh nghiệp quen biết của họ. Ông Baker viết, tôi còn để số điện thoại riêng trên danh thiếp. Có điều ít có dân cử nào, xin lỗi. Trả lời phỏng vấn của Nhật báo Người Việt, ông thị trưởng Chí Tạ nói, là dân cử, tôi lắng nghe tất cả mọi ý kiến của người dân, cho dù đó là ai, và khi tôi biết chuyện, tôi báo cảnh sát giải quyết. Tôi còn để số điện thoại riêng trên danh thiếp, một điều ít có dân cử nào làm, để người dân có thể trực tiếp liên lạc với tôi. Ông nói tiếp, thế thì cả thành phố gọi ông thì sao? Nhật báo Người Việt hỏi. Ông Chí nói, tôi nhận hết và điều này là bình thường. Không ngày nào tôi không nhận hàng chục cú điện thoại của người dân. Còn chuyện nhận tiền ủng hộ là chuyện phục vụ dân cư là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Quý vị nghe đấy hả? Một ông thị trưởng Bobby Luck, ông nói cái nhận tiền ủng hộ và chuyện phục vụ cư dân là hai chuyện khác nhau. Ở Mỹ này, mọi người có quyền nhận tài chính đóng góp khi tranh cử. Xin nói rõ, chuyện nhận tiền ủng hộ và chuyện phục vụ khác nhau hoàn toàn. Có nhiều người không ủng hộ tiền tôi, gọi đến tôi. Tôi vẫn báo cáo cảnh sát hoặc nhân viên thành phố đến giải quyết. Ông Chí nói thêm. Thưa quý khán giả, ở đây có hai vấn đề chúng tôi muốn nói về ông Tạ Đức Chí. Ông nói rằng ông nhận hết tất cả điện thoại. Và điều này bình thường. Không ngày nào không nhận hàng chục cú điện thoại của người dân. Vâng, thưa ông Tạ Đức Chí. Chuyện ông nhận được điện thoại của người dân chắc chắn là có. Nhưng mà chuyện ông trả lời hay không lại là một cái chuyện khác. Xin quý vị chờ chút. Thẳng cho ông Tạ Đức Chí, tôi đơn cử trường hợp của tôi. Từ ngày ông thị trưởng Babylon Tạ Đức Chí và ông Tyler Diệp, tức là ông Diệp Miên Trường,
nghị viên, phó thị trưởng. Hai ông lên trên đài VNA TV 57.3 của ông Du Miên trong một cái video của ông Trương Quốc Huy. Tôi đã gọi giám đốc Du Miên thì không trả lời tôi, nhưng mà tôi gọi ông sếp của cái VNA TV và yêu cầu được lên trên đài VNA TV 57.3 để phản biện lại những cái gì mà thị trưởng Tạ Đức Chí và phó thị trưởng Tài Lê Diệp nói xấu về Nguyễn Phương Hùng trong lúc vắng mặt. Đối với phong tục văn hóa của Việt Nam, hai thằng con nít này đó có thể nó không biết, nhưng mà bố mẹ nó phải biết. Bố của Tạ Đức Chí là một HO, là một sĩ quan, Tạ Chí Đức, con là Tạ Đức Chí. Rồi bố vợ là Trung tá Thủy Cô Lục Chiến Đoàn Trọng Cảo, và mẹ vợ, tất cả hai ông bà đều mất hết rồi, là một hoa khôi xứ ngôn viên của Đài Phát thanh Việt Nam ngày xưa, bắt buộc phải hiểu cái sự việc đó. Nhưng mà đó, tôi trả lời với lại ban giám đốc của VNA TV, tôi không lên một mình. Tôi muốn hai ông nghị viên đó bắt buộc phải trả lời đối thoại với tôi. Chương trình các ông Trương Quốc Huy mà phỏng vấn các ông đó bao nhiêu phút thì chúng tôi có ngần đó phút. Và tôi chỉ đề cập những cái vấn đề các ông đã nói xấu tôi trong khi tôi ở Việt Nam. Tôi đi tác nghiệp tại Việt Nam thì các ông ở nhà lên mắt. Các ông đã nói tôi những cái gì, tôi đưa cái điều kiện ra thì tôi sẽ chỉ hỏi những cái câu hỏi đó, và các ông chuẩn bị tài liệu và chúng ta lên đài. Và cả hai ông nghị viên này đều rất là hèn hạ, không dám lên, mà nói chi mà gọi là điện thoại. Tôi gọi điện thoại Tạ Đức Chí, trước nay tôi gọi điện thoại lúc nào, điện thoại ra chào chú Hùng, con là chào Chí, có gì không chú? Chào chú Hùng, con là Chí, chú khỏe không? Cái hôm mà tôi tính ra tranh cử với Tạ Đức Chí năm 2016, Thay là Diệp nói với tôi rằng á, kỳ này chú để cho thằng Tạ Đức Chí nó đi đái, nó sẽ quỳ từ cái cổng, cái chỗ mà chú ở, nó sẽ quỳ đi bằng đầu gối đi vào nhà chú. Tại sao? Nếu mà tôi ra ứng cử, tôi có ít nhất là 2.000-3.000 cái lá phiếu, thì 2.000-3.000 lá phiếu đó đủ làm cho Tạ Đức Chí thua bà Wright. Nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi không làm, tại vì ra tranh cử phải mất tiền, mà mình ra tranh cử mất tiền là mình lại không được làm thị trưởng thì ra để làm gì? Mình ra để mình phá thì không nên. Cái đạo đức chính trị, đồng ý là chính trị, nó vô nhân đạo thật, nhưng mà mình nên, đôi khi mình có phải sống có đạo đức chút xíu. Và từ đó, tôi gọi điện thoại Tạ Đức Chí, có trả lời tôi đâu mà dám nói với tờ mà báo Người Việt rằng không ngày nào tôi nhận hàng chục cú điện thoại của người dân. Tôi nhận hết và tôi trả lời hết. Sao? Nói láo. Và trở lại cái vấn đề này. Cái thứ hai, cái chuyện tiền ủng hộ. Và thưa ông Tạ Đức Chí, ông nói nghĩ đó thì nó có lý. Nhưng mà đó, một người mà tới xin ông á, giúp mà không có tiền
thì ông có thiết tha như là cái người mà đã cho tiền ông không? Ngửa tay nhận đồng tiền người ta cho mình thì đương nhiên là khi người ta có chuyện đó thì mình phải hết lòng người giúp đỡ nhé. Không cho nó quay lại nó chửi mình, chết mẹ luôn. Ông bảo là còn chuyện ủng hộ tiền mà chuyện phục vụ cư dân là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Nó khác nhau nhưng mà nó có liên quan. Nó liên quan ở chỗ là nó có cái phong bì hay là không có phong bì. Nó khác nhau ở cái chỗ nó không có phong bì và có phong bì. Và khi mà ông nhận được cái phong bì của người ta thì là đương nhiên cái chuyện nó đương nhiên nó phải khác. Chúng tôi xin đọc tiếp. Ông Baker cũng viết rằng có lần ông Andy Quách yêu cầu ông nhẹ tay với doanh nghiệp, bạn bè. Nhưng ông Baker từ chối. Ông Baker cũng tố cáo phó thị trưởng Tyler Diệp thường xuyên yêu cầu ông nhẹ tay đến các khu thương mại và dân cư đón người đi sòng bài. Ông Baker cho rằng các hoạt động này đã bị cư dân phàn nàn và nơi xảy ra những hoạt động cướp giật. Theo Voice of Orange County, ông Tyler Diệp được các sòng bài ủng hộ $8,000 kể từ năm 2014. Ở đây chúng tôi xin để bàn với ông Tyler Diệp. Trong cái video mà Trương Quốc Huy phỏng vấn ông, nhân tiện đây chúng tôi cũng thông báo, ngay sau khi chúng tôi khiếu nại VNA TV thì Trương Quốc Huy bị đuổi ra khỏi VNA TV ngay lập tức và mở cái đài riêng. Và cái đài của Trương Quốc Huy bây giờ thì nó chết rồi. Lâu lâu lên live stream một cái, lâu lâu mời Tạ Phong Tần lên một cái. Ngoài ra thì chẳng ai đó, lâu lâu cộng đồng nó có một cái, thí dụ như là tượng đài Trần Hưng Đạo, tượng đài Quang Trung chạy ra làm một cái. Còn ngoài ra thì bây giờ cộng đồng bây giờ hết chuyện, hết biểu tình hết. Tại nhà Trương Quốc Huy cũng giống như là Ngô Đình Vận, văn hóa nhân bản Lạc Việt, bây giờ là đói dài dài. Thì ông Tyler Diệp ở trên trong cái video đó, các ông xóa không được đâu. Trễ rồi, làm sao qua mặt được cái con cáo già Nguyễn Phương Hùng này được. Hai thằng con nít. Tyler Diệp ở trong video đó nói rằng, tôi chẳng biết KBC Hải Ngoại là cái gì. Tôi cũng chẳng biết ông Nguyễn Phương Hùng, tôi chỉ biết ông ở trong một cái mobile home. Ok, cái chuyện người ta ở đâu, ngay ta ở dưới gầm cầu freeway mà ta không phạm tội như các ông, người ta xứng đáng là một người công dân hơn là các ông ở nhà cao cửa rộng mà làm những cái trò lưu manh, lường gạt, tống tiền. Ok, nhưng mà khi mà tôi hỏi ông Diệp Minh Trường á, người ở với khu nghèo hay là ở cái mobile home, ở trong cái chỗ khu mobile home này của chúng tôi ở đây, một trăm ba mươi mấy căn hộ, tất cả những người này đều đáng bị khinh à. Trong đó luôn có ông đại tá Thủy Có Lục Chiến Cổ Tấn Kinh Châu cũng ở trong này với tôi. Ông Diệp Miên Trường dám nói ông đại tá Cổ Tấn Kinh Châu là ai không? Tôi chỉ biết ông ở trong một cái khu mobile home. Tôi xin lỗi, tôi nói bằng câu tiếng Mỹ là BS. Diệp Minh Trường, đừng có chơi dở cái trò khinh người ra như vậy. Lường gạt, tống tiền, có tiền mua nhà, đi chê người ta ở một khu mobile home. Bà Trần Thanh Hiền, người ủng hộ Diệp Minh Trường, bà cũng ở cái mobile home. Ai mua mobile home cho bà? Có phải Tony Lâm không? Tony Lâm tổ chức diễn hành Tết hình như năm 1990 gì đó, 92 gì đó, ở trên đường Bốn Xá đó. Sau vụ đó là bà Trần Thanh Hiền được 15,000 để mua cái mobile home với anh Trần Bích. Sau đó bà bán cái mobile home đó để bà mua cái nhà ở Garden Grove bây giờ bà đang ở.
Ông Nguyễn Thế Hùng nói trong tờ Việt Weekly nói rằng ông sửa nhà cho bà Trần Thanh Hiền, xong bà Trần Thanh Hiền quỵt không trả tiền. Và bà trả bằng cái thứ khác, chúng tôi không muốn nói, đó là cái chuyện riêng của hai người. Nhưng mà Việt Weekly có viết. Thì tôi hỏi ông Diệp Miên Trường, ông nói ông không biết KBC hải ngoại là cái gì, thì ông hỏi ông thầy của ông là luật sư Trần Thái Văn này. Luật sư Trần Thái Văn nhờ KBC hải ngoại Nguyễn Phương Hùng viết cho tất cả là 9 bài viết đăng trên Việt Weekly, thu được 1.200.000 tiền gọi là tranh cử, vận động tranh cử, không trả cho KBC hải ngoại một đồng bạc cắt. Chúng tôi đặt điều kiện, chỉ tiếc rằng chúng tôi không có làm, chúng tôi tin họ, chúng tôi không có làm hợp đồng. Và chú cứ viết bài báo, một bài báo 500 đô la. Tôi nói với lại Nguyễn Xuân Trường, etc., Nguyễn Quang Trường, 5 bài báo, ok. À, 9 bài báo, mỗi bài báo 500 đô la là 4.500. Thì Trường nói rằng em lấy 200, còn lại phần anh. 200 đồng mỗi bài báo là 1.800. Đó là tiền gì? Tiền người ta bỏ tiền ra mướn nhà in để in bài báo. Nó không phải là báo mạng. Dù báo mạng nó cũng vẫn phải trả tiền. Chúng tôi vẫn phải trả tiền thuê đấy. Thuê các cơ quan Internet. Rồi. Sau khi Trần Thái Văn thất cử, thì quỵt luôn. Không trả tiền cho... Và lúc đó chúng tôi bị anh em Việt Weekly nghi ngờ rằng là chúng tôi lấy tiền mà không đưa tiền. Sau khi chúng tôi lên viết bài báo trên Việt Weekly nói rõ ràng đòi tiền, tôi gọi điện thoại cho Trần Thái Văn 3 lần. Chú chờ ra để sau chúng để tụi em khai thuế thanh toán xong. Thì luật thuế là 15 tháng 4 là chấm dứt. Sau 15 tháng 4 vấn đề ra thì em chưa thanh toán xong, để rồi tháng 6 trả. Rồi tháng 6 cũng không trả nữa. Thế là tôi phải viết bài trên Việt Weekly để cho anh em Việt Weekly biết rằng tôi cũng bị quỵt luôn. Tất cả những chúng ta bị quỵt. Người ta nói làm báo, nói láo ăn tiền, nhưng mà thật sự rằng làm chính trị còn láo hơn cả làm báo nữa. Vâng, thì các bạn nào mà không có theo dõi từ đầu đó thì các bạn vẫn được theo dõi trên YouTube, bởi vì sau khi chấm dứt cái này là chúng tôi sẽ đưa lên YouTube. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Và trước khi đọc tiếp thì chúng tôi muốn nói với ông Diệp Miên Trường như thế này. Không biết KBC hải ngoại là cái gì? Ông làm cái việc trong tờ báo Người Việt, ông hỏi đi. Ông hỏi Phan Huy Đạt đi. Ông hỏi Ngô Nhân Dụng đi. Hỏi Đỗ Dũng đi. Hỏi Đỗ Tài Thắng đi. KBC hải ngoại là cái gì? Lại phải dùng chữ BS nữa với lại Diệp Miên Trường. Thầy của mày đó trốn nhà báo, tới lượt mày thì lại bảo rằng không biết KBC hải ngoại là cái gì, đồ con nít. Tại sao không dám lên trên đài VNA TV để nói chuyện? Nghị viên ngon lắm mà. Được rồi, Tết xong sẽ biết. Tôi sẽ đưa cho thưa toàn bộ thành phố ra tòa về cái tội vi phạm tư tưởng của tôi, tự do tư tưởng của tôi. Cái nghị quyết 8.1 đó, cấm treo cờ đỏ sau vàng ở trong hội khuôn viên thành phố, đó là vi phạm tu chính án số 1. Tôi hỏi một số luật sư rồi, họ nói đúng. Luật sư nào muốn đại diện cho tôi, ok, chừng nào mình thắng xong mình chia tiền. Còn bây giờ tôi không có tiền.
Nhưng mà tôi trên 65 tuổi, tôi ra tòa, tôi được tòa án waive cho tôi cái số tiền. Waive là cái gì? Tức là không tính tiền tòa. Tôi không bị mất tiền tòa, tôi nộp đơn không mất tiền tòa, không mất gì hết. Và khi ra tòa tôi cãi lấy. Tôi thua thì cũng chẳng lấy gì được của tôi. Bởi vì cái thành phố bị thiệt hại gì đâu. Nhưng mà tôi chắc chắn tôi thắng. Anh không có quyền cấm tôi có tư tưởng. Ông Donald Trump mà bây giờ còn phải đi chào với cái quốc kỳ mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa đó, cờ đỏ sao vàng á. Mấy thằng nghị viên quen này làm cái gì mà cấm không được treo cờ đỏ sao vàng ở trong khuôn viên thành phố. Toàn là mị dân. Giống như là luật sư bị treo giò đó, treo bằng luật sư Nguyễn Tâm, giờ là nghị viên của đơn vị 7 San Jose. Tôi bảo đảm năm 2018 này Nguyễn Tâm sẽ bị mất. Diệp Miên Trường, sau cái vụ này Diệp Miên Trường, Tạ Đức Chí là bây giờ đó là cái ghế nó đang lung lay rồi. Voice of Orange County họ đã để cái cưa và họ cưa những cái chân ghế rồi. Chỉ cần đá một cái nữa là cái ghế nó đổ thôi. Được cộng thêm những lá, cái đơn của KBC Hải Ngoại. Ông Tạ Đức Chí còn thiếu nợ tôi một câu hỏi do tới giờ này vẫn chưa hỏi, chưa trả lời. Ông nhân danh cái gì kêu gọi người ta đóng tiền cho vào quỹ Formosa? Cái quỹ đó ai quản trị, thu được bao nhiêu tiền và gửi về Formosa bằng cách nào, cơ quan nào, nhà băng nào? Cái đó ra tòa trả lời mới em. Những cái điều quan trọng nhất là không có license để hoạt động. Và cái tổ chức nào đứng ra đó cầm đó là bảo vệ một ủy ban bảo vệ môi trường và chủ quyền Việt Nam. Ông Phan Kỳ Nhơn đứng tên. Không có tên trong danh sách của tiểu bang California và của liên bang luôn. Chơi cái trò mèo giống như Nguyễn Thanh Tú đã nói rồi, Việt Tân làm. Chưa bao giờ có giấy tờ gì hết. Việt Tân nói rằng unincorporation mà, tức là không có giấy tờ. Không có giấy phép hoạt động luôn. Thì đâu có quyền chứ gây quỹ được. Ok. Voice of Orange County đã mở màn trận chiến. Và bây giờ thì họ chơi cái trò. Ngày 22 tòa vừa quyết định rằng là thành phố phải cung cấp hồ sơ của ông Kevin Baker. Thì họ chơi liền bài báo liền, rất dài. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Một món quà Christmas và bây giờ chúng tôi xin lỗi. Các ông nghị viên đó và các người có tên ở trong đó, từ cả ông cả luật sư thành phố, ông giám đốc thành phố, tất cả đều đang mặc diaper trong người rồi. Cái diaper là cái gì thưa quý vị? Ở bên Mỹ chúng tôi gọi diaper là cái tã cho con nít. Nhưng mà nó cũng có làm cho tã cho người lớn, những người mà lớn tuổi mà không thể tự mình điều khiển được thì họ cho mặc tã. Để khi nào mình đại tiện, tiểu tiện trong tã xong thì y tá nó thay những cái tã nó đi. Thì bây giờ các quý vị này đang đeo tã trong người để mà đón mừng Giáng sinh ngày mai tại quận Cam. Tờ báo Voice of Orange County chơi cái đòn rất là độc. Chờ Giáng sinh xong rồi hoặc là chờ Tết Tây đi. Gửi ngay cái món quà Giáng sinh vào ngày 22 tháng 12 năm 2017. Dân nhà báo thâm lắm chứ đâu phải đâu. Vâng, chúng tôi xin được viết tiếp. Xin được đọc tiếp. Trong khi đó, cựu nghị viên Diana Curry lại muốn kiểm soát chặt chẽ hơn các vụ xe buýt của phòng tổng bài đón người, theo ông Baker viết, và cho biết một khi không làm hài lòng những người này thì cảnh sát có thể bị người kia trả thù. À,
Tức là đó, ý của bà Diana Diana này không, mà nói rằng á, ông phó thị trưởng tại đại diện yêu cầu cảnh sát nhân nhượng cho các cái xe buýt của sòng bài đón cư dân, nếu cảnh sát không nhân nhượng thì sẽ bị trả thù. Khi được hỏi, ông Tyler Diệp cho Nhật báo Người Việt biết về những cái lời tố cáo của ông Baker. Lời của ông Tyler Diệp: có kẻ vì tư lợi không thấy hổ thẹn khi vu cáo người khác để đòi thành phố 10 triệu tiền thuế của dân. Chúng ta có nên tin một kẻ tham lam đến như vậy không? Thưa quý khán giả, đây là cái lời mà chống chế của ông nghị viên Babylon Thái Đại Diệp, cho rằng lời tố cáo của vì tư lợi, tức là họ đòi bồi thường tới 10 triệu là tiền thuế của dân. Ê, Thái Đại Diệp, ông phải biết rằng tất cả các ủy ban nhân dân, tức là cái hội đồng thành phố và hội đồng quận, giám sát quận, tức là giám sát viên đó, giám sát viện, và các ngay cả tiểu bang California hoặc 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và cả chính phủ Hoa Kỳ nữa, đều luôn luôn phải có sẵn một số tiền để mà bồi thường trong trường hợp có những cái vụ kiện mà thành phố hoặc là quận hạt hoặc là tiểu bang hoặc là liên bang bị thua kiện. Thí dụ thành phố Westminster phải trả tiền cho luật sư Đoàn Thanh Liêm là người đại diện cho cái vụ kiện đó. Anh hình như là Nguyễn Minh Hoàng bị cảnh sát cán chết và gia đình đưa ra đưa kiện luật sư Liêm đại diện được bồi thường 1,5 triệu. Thì cái tiền đó là có phải tiền của dân không? Thì tại sao cái ông Diệp Minh Trường không nói là luật sư Đỗ Hữu Liêm và gia đình của anh Hoàng đó là cái là vì không có thấy hổ thẹn vì vu cáo người khác? Tại sao lại vu cáo? Khi mà ông dùng cái chữ vu cáo tại là Diệp, có nghĩa rằng cái điều đó không có sự thật, không đúng với sự thật, mới gọi là vu cáo. Ok. Còn người ta đã nói cho đúng á, nếu là vu cáo thì sao lại bồi thường 10 triệu? Ông phải chứng minh rằng là cái lời cái khi này ông nói người ta vu cáo, anh là nghị viên nhá, đừng có nói kiểu mà gọi là tôi không biết ông Nguyễn Phương Hùng là ai, ông ở nhà mỗi bộ hôm, tôi không biết là KBC hải ngoại là cái gì, là cái BS á. Chúng tôi xin được đọc tiếp. Ông Baker viết: trong năm 2014, nhân viên thành phố phải sửa đường ống bị xì tại một khu nhà mà chủ là bạn của nghị viên Sergio Contreras. Ông Contreras nói với Voice of Orange County rằng ông chưa đọc đơn kiện, nhưng những gì ông Baker viết chỉ là một nửa sự thật, đóng vào một ngoặc kép, tức là một nửa bánh mì. Ý của ông Sergio đó. Ông Sergio này là người được nhóm luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, lúc đó là chủ tịch cộng đồng Phan Kỳ Nhơn rồi này kia, đi ủng hộ dữ lắm. Ông Contreras kể với Voice of Orange County rằng một cư dân đến tham dự một buổi họp thành phố phàn nàn chuyện này vì chủ đất không sửa, nên ông kêu nhân viên làm. Cái chuyện này chưa ông Sergio ông lại là cả chớn nữa rồi. Cái chủ đất không sửa thì bắt chủ đất sửa, mà tại sao lại ông lại kêu nhân viên của thành phố đi làm cho người ta? Tại vì cái người chủ nhà à, cái người này đó là bạn của ông Sergio. Nếu mà không phải bạn, ông có làm không? Rõ ràng chuyện anh vi phạm rồi.
Đây là một vụ làm tiền. Ông Ken Terrace nói về đơn kiện của ông Baker mà theo Voice of Orange County. Và mọi người bị hạ uy tín. Đấy, đúng lại luận điệu của Tạ Đức Chí với lại Diệp Miên Trường. Cho rằng là mình bị hạ uy tín. Và để vụ làm tống tiền, tức là 10 triệu đó, đòi bồi thường là vụ làm tiền. Ê! Sergio, biết ông là một ủy viên giáo dục mà ông đang làm cái chuyện BS. Cái lời nói của ông là BS. Vâng, thưa quý khán giả, ở bên Mỹ chúng tôi gọi BS. Ai cũng hiểu hết. Nó là kết bò, nếu dịch ra tiếng Việt Nam nó gọi là kết bò, tức là bullshit. Bull là con bò, shit là kết. Cả ba ông nghị viên này đang chống chế. Ông Baker cũng đề cập đến ông Dick Jones. Dick Jones là luật sư của thành phố. Và cộng sự trong một công ty luật của ông đã moi tiền thành phố bằng cách làm cái gì cũng tính tiền. Mà nhiều khi một chuyện nhỏ như đi lấy hồ sơ, cứ đi tới đi lui để tính thêm tiền. Cái này thì tôi không đồng ý với ông Kevin Baker, tại vì luật sư mà. Ở bên này chúng tôi mà đưa đơn kiện đó, thì chúng tôi cũng phải nhờ người sơ, thì chúng tôi lại cũng phải nhờ, phải trả tiền thôi, dịch vụ mà. Thì bây giờ ông là luật sư, ông đâu làm miễn phí cho thành phố được. Nhưng mà có điều thì những chuyện nhỏ như đi lấy hồ sơ cứ đòi tới đòi lui để tính tiền thì có thể có. Thay vì đó là một lần lấy thì ông làm 10 lần lấy. Mỗi lần thì 500 đô la chẳng hạn, 10 lần thì 5 ngàn. Thí dụ như vậy thì có. Ông cho rằng ông John rất có quyền lực và nhiều khi được coi là thành viên thứ 6 trong hội đồng thành phố. Ông John đã bác bỏ điều này. Điều này không đúng. Hội đồng thành phố Westminster bao gồm những người có khả năng thật sự. Tôi không hề xen vào mà chỉ làm công việc luật sư của tôi. Ông nói với Nhật báo Người Việt. Ông Baker so sánh tình trạng tham nhũng và quen biết, tức là làm theo nghĩa là cảm tính ấy, ở Westminster nó cũng giống như là thành phố Bell ở Los Angeles County, nơi các dân cử cùng nhau đục khoét thành phố. Ông cũng viết rằng sự tham nhũng này đã được thực hiện bằng một văn hóa bí mật và mang tính đàn áp qua những việc đe dọa, khiêu khích, trả thù đối với nhân viên và cư dân dám nêu cái vấn đề này lên. Ông còn nói rằng tình trạng tham nhũng trong một cộng đồng có nhiều người Việt Nam, những người bỏ trốn ra khỏi thành phố vì sự kèm kẹp của chính quyền cộng... xin lỗi... Ông còn cho rằng tình trạng tham nhũng trong một cộng đồng có nhiều người Việt Nam. Những người đã bỏ trốn vì sự kèm kẹp của chính quyền Cộng sản thì nay lại thấy có chiều hướng chuyện này đã tái xuất hiện tại Little Sài Gòn. Ở đây ông Kevin Baker, ông so sánh rằng những cái người này luôn luôn nói rằng là chúng tôi tới Mỹ là chúng tôi tránh cái sự kèm kẹp của Cộng sản và sự độc. Thì hóa ra thì họ đang làm những cái hành động giống như là những cái lời tố cáo của họ. Tức là bảo là Việt Nam không có dân chủ, nhưng mà ở đây họ có dân chủ hay không? Nói Việt Nam độc tài thì ở đây họ đang có độc tài hay không? Nói Việt Nam đang tham nhũng thì bây giờ họ có tham nhũng hay không? Và cái thành phố Bell mà ông Kelvin nói lên, thưa quý vị, toàn bộ thành phố Bell đó đã bị giải tán và bầu lại một cái hội đồng thành phố mới. Thì không biết cái chuyện ông Kelvin này làm và với sự tiếp tay của tờ báo Orange County, A Voice of Orange County này, có làm cho cái thành phố này cần phải bầu lại hay không? Ông Baker cho rằng bà Rice là một người gây ra nhiều vụ làm cho nhân viên kiện thành phố. Bà Rice đắc cử lần đầu vào hội đồng thành phố năm 1994 và sau đó đắc cử thị trưởng tới 6 lần. Gần như mọi tổng quản trị làm việc với bà Roy đều coi bà là nguyên nhân chính gây khó khăn cho thành phố chỉ vì những vấn đề cá nhân. Trong 14 năm, thành phố có tới 10 tổng quản trị. Tất cả họ cho biết bà là nhân vật quyết định nên phải làm cho bà vui. Ông Baker viết, khi bà nổi giận, mọi người đều né và không dám nhìn vào bà.
và cũng từng hăm dọa đuổi ông, tức là ông Kevin Baker, và các nhân viên khác vì cung cấp thông tin cho FBI. Bà rất khó chịu về vụ con trai bà, tức là Robert Curtis Rice, bị bắt hồi năm 2011 về tội làm phiền người khác và đe dọa những người ta. Các tố cáo sau đó đã bị hủy bỏ. Lúc đó bà Rice nói rằng cảnh sát viên Alan Walkie và những người khác bắt và lập hồ sơ con trai bà đã phải bị đuổi. Rồi bà đe dọa tôi. Tôi có thể đuổi ông và tôi sẽ có đủ phiếu. Ông Baker viết. Ông viết thêm có lần vào tháng 7 năm 2014, hai nữ nhân viên kỹ thuật sửa máy điện toán của bà Rice trong văn phòng của họ phát hiện nhiều hình khiêu dâm trong máy điện toán của bà Rice. Trong một bài báo khác thì chúng tôi đã có đọc ngày hôm qua bằng tiếng Mỹ, có viết rằng ông Cobo đó là một người, chỉ là một người gắt gan, làm janitor, đó là người làm lau chọn vệ sinh của thành phố đó, mà có quyền đi vào đọc những cái hồ sơ trong máy cầm điện toán của thành phố. Và ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm là cái người cảnh sát mà lập hồ sơ về con trai bà Rice đã bị đuổi. Và ông Kevin Baker cũng bị hăm dọa bị đuổi. Bởi vì ông Baker viết là điều đó đúng, là bà Rice có thể vận động các nghị viên, lúc đó là những người là Diệp, Tyler Diệp mới là Tạ Đức Chí, đều là con gà của bà Rice hết. Bà chỉ cần 3 phiếu xuất phế là ông cảnh sát chuyển đi. Đấy, người ta làm việc vì cảm tính, người ta cũng không làm việc vì vấn đề mà ông cảnh sát trưởng này có khả năng cái là cả cho với thành phố hay không. Đấy, ông ấy du đãng rồi trộm cướp, ông có bài trừ được hay không, người ta không cần biết. Người ta chỉ cần biết rằng á, tao không thích mày thì mày phải đi. Và thưa quý khán giả, bây giờ thì chúng tôi đã chấm dứt cái phần đọc cái bài viết này, và chúng tôi đã ngồi đây 2 tiếng đồng hồ. Thì không biết bây giờ ông Bình Hồ muốn